Tổ yến là một trong những thực phẩm tự nhiên bổ dưỡng được nhiều người lựa chọn bồi bổ sức khỏe, trong đó đối tượng trẻ em, người già và người vừa hồi phục sức khỏe sau bệnh. Vì vậy, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, người dân đang có nhu cầu cao về tổ yến với tâm lý muốn bồi bổ chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh tổ yến xào được bán rộng rãi, chân yến cũng đang là mặt hàng thu hút nhiều người dân mua về bồi bổ sức khỏe. Theo những người nuôi yến, chân yến là một bộ phận của tổ yến với thành phần dưỡng chất không hề kém cạnh so với các sản phẩm yến xào bình thường. Chân yến giúp cố định tay yến vào vách đá hay thành nhà. Nếu như phần tổ yến là kết cấu dạng sợi, kết dính thành lớp mỏng, thì chân yến thường là một kết cấu khá lớn và dày. Vì vậy, đây là phần già nhất của yến. Khi sử dụng có phần thơm ngon, dai, giòn và cũng mất nhiều thời gian để sơ chế hơn so với tổ yến thông thường. Chân yến khi ngâm sẽ nở ra rất nhiều so với tất cả các phần khác của tổ yến, nên sẽ tiết kiệm được cho bạn một khoản chi phí lớn nếu mua sử dụng cho cả gia đình. Phần chân yến xào cũng có thành phần dinh dưỡng như phần tổ yến xào thô. Trong chân yến chứa rất nhiều protein, các loại axit amin giúp cải thiện tình trạng biếng ăn, suy dinh dưỡng ở bé, cùng với việc nhiều nguyên tố vi lượng quý giúp tăng trưởng mô cơ, giúp cải thiện hệ thống miễn dịch, loại bỏ độc tố dư thừa cũng như duy trì phát triển hoàn thiện chức năng của hệ thần kinh bình thường. Đây là nguồn thực phẩm nhiều đạm, ít chất béo, tốt cho sự phát triển của xương, tăng cường miễn dịch mà không lo béo phì. Hiện chân yến có giá dao động từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng một lạng tùy loại. Còn nếu khách hàng lựa chọn chân yến chưa sơ chế thì rẻ hơn, khoảng dưới 2 triệu đồng một lạng. Tuy nhiên, theo dân kinh doanh khuyến cáo thì người mua tổ yến chân yến hay sản phẩm yến xào thì nên tìm những thương hiệu tổ yến được chứng nhận của nhà nước. Nên dùng sản phẩm yến Việt Nam, không nên dùng yến ngoại vì sản phẩm không đủ độ tươi như yến Việt Nam.